Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 3 tháng 9. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc liên tục lâm le Đài Loan, hết đưa chiến đấu cơ xâm phạm không phận hòn đảo đến tập trận rầm rộ trên mọi mặt trận. Bất chấp những cảnh cáo xanh rờn, độc lập là đồng nghĩa với chiến tranh, Đài Loan đang miệt mai phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc. Đài Loan không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại âm mưu thông tính từ phía Trung Quốc Thật vậy, trước lo ngại về những căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Nhật Bản đang âm thầm giúp sức cho hòn đảo. Những dấu hiệu hiệp đồng tác chiến này khiến cho Bắc Kinh không mấy dễ chịu. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng Tokyo đã trở thành một quân cờ để Hoa Kỳ gây sức ép lên Trung Quốc. Đài Loan không phải là rào cản duy nhất trong mối quan hệ nảy lửa giữa Mỹ-Trung. Hai siêu cường còn khẩu chiến xung quanh câu chuyện chảo lửa Nam Á. Trong đó, Trung Quốc đang thừa nước đục thả câu, liên tục chế nhạo đại kình địch đang rao bán tư tưởng và giá trị của mình và yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can thiệp quân sự một cách tùy tiện. Tam giác quyền lực Mỹ-Trung-Nga ngày càng xô lệch khi Washington không được lòng cả Bắc Kinh và Moscow. Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã tố Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại Nga, chứ không mang lại lợi ích gì cho Kiev. Một số tin tức đáng chú ý khác. Nga sẽ không làm trung gian hòa giải Afghanistan, EU dần tự lực cánh sinh sau cú ngã Afghanistan. Cư dân Kabul chờ đợi chính phủ mới được thành lập. Ba Bà Lan ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới Belarus. Pháp ban hành lệnh đeo khẩu trang ở các trường học. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc liên tục lăm le Đài Loan, hết đưa chiến đấu cơ xâm phạm không phận hòn đảo đến tập trận rầm rộ trên mọi mặt trận. Bất chấp những cảnh cáo xanh rờn, độc lập là đồng nghĩa với chiến tranh, Đài Loan vẫn đang miệt mài phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc. Một trong những nỗ lực đó là chế tạo tàu ngầm nội địa và dự kiến Đài Loan sẽ thực hiện kế hoạch này vào tháng 11 tới được biết vào năm tới, các chuyên viên quân sự của Đài Loan sẽ đến Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác để giám sát và kiểm tra các thiết bị tàu ngầm mà họ đặt hàng sản xuất để trang bị cho các tàu ngầm nội địa. Trong khi đó, một số chuyên viên khác được cử đến Hoa Kỳ để tham dự hội nghị chuyên về công nghệ tàu ngầm để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tàu ngầm, bao gồm cách thức hoạt động, vận hành an toàn và kinh nghiệm bảo dưỡng. Được biết, Hải quân Đài Loan đã phân bổ tổng ngân sách 49,36 tỷ đài tệ, tương đương, đương 1,78 tỷ đô la, cho dự án đóng tàu ngầm nội địa kéo dài từ năm 2019 đến năm 2025. Một quan chức quân sự cấp cao của hòn đảo cho biết, việc sản xuất tàu ngầm đang tiến triển thuận lợi. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã bật đèn xanh để các công ty nước này xuất khẩu các hệ thống chiến đấu tích hợp, sonar và thiết bị phụ trợ sang Đài Loan. Động thái này được cho là nhằm giúp vùng lãnh thổ này có được các kỹ thuật tối tân, then chốt cho quá trình sản xuất. Hiện Đài Loan có thể tự sản xuất đa số các trang thiết bị cho tàu ngầm, tuy nhiên họ không có khả năng tự phát triển những công nghệ tinh vi như hệ thống chiến đấu, động cơ diesel, ngư lôi và tên lửa. Do đó, Đài Loan phải đặt mua các thiết bị này ở nước ngoài. Đài Loan không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại âm mưu thông tính từ phía Trung Quốc. Thật vậy, trước lo ngại về những căng thẳng eo biển Đài Loan, Nhật Bản cũng đang âm thầm giúp sức cho hòn đảo. Những dấu hiệu hiệp đồng tác chiến này khiến cho Bắc Kinh không mấy dễ chịu. Mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chính Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực. Vị chuyên gia này cho rằng, với tư cách là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản đã trở thành một con tốt để Hoa Kỳ gây sức ép lên Trung Quốc. Được biết, hôm 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2022 là 5,48 tỷ Yên, tương đương 49,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,6% so với năm trước và cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2018 bộ quốc phòng nước này cũng đặt mục tiêu trang bị nhiều hệ thống tên lửa để tăng cường khả năng quân sự xung quanh chuỗi đảo phía tây nam của nước này kế hoạch này được đưa ra sau các cuộc đàm phán an ninh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo nhật đài vào tuần trước giới quan sát cho rằng đây là động thái phục vụ chiến lược ấn độ dương thái bình dương của mỹ nhằm kiềm tỏa trung quốc truyền thông đài loan đưa tin các chính trị gia nhật bản đã cáo buộc trung quốc đại lục đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh ở eo biển đài loan mà còn ảnh hưởng đến an ninh của nhật bản Chuyên gia nghiên cứu về Nhật Bản Li Andreuil thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế thượng Hải bình luận: Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đã tăng vọt qua từng năm và ngân sách năm nay đã đạt mức tăng trưởng không ngờ với một quốc gia luôn bị khống chế chi tiêu quân sự. Điều này cho thấy ý định thực sự của Nhật Bản là phát triển năng lực quốc phòng của riêng mình, nhưng ẩn dưới chiêu bài đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zongbin cho rằng. Âm mưu của Mỹ và Nhật là tạo ra cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai nhằm bao vây quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, việc triển khai tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm gần đây sẽ không phải là mối đe dọa đối với Trung Quốc nếu cuộc xung đột quân sự xảy ra, vị chuyên gia này nói. Các chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng, việc Nhật Bản can dự vào mối quan hệ hai bờ eo biển chỉ là suy nghĩ viễn vông của Đài Loan. Tokyo sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa khắc nghiệt từ Bắc Kinh, một khi nước này can thiệp quân sự vào các vấn đề xuyên eo biển. Đài Loan không phải là rào cản duy nhất trong mối quan hệ nảy lửa giữa Mỹ và Trung. Hai siêu cường còn khẩu chiến, xoay quanh câu chuyện chảo lửa Nam Á. Trong đó, Trung Quốc thừa nước đục thả câu liên tục chế nhạo đại kình địch của mình. Hôm 2 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng rao bán tư tưởng và giá trị của mình, cũng như ngừng can thiệp quân sự một cách tùy tiện vào các nước khác. Cụ thể, ông Uông đã ủng hộ quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin về 20 năm tham chiến của Mỹ tại Afghanistan. Ông Putin đã nói rằng, việc quân đội mỹ đóng quân ở afghanistan về bản chất là nhằm áp đặt các quy tắc và tiêu chuẩn của mỹ bao gồm cả việc thay đổi cấu trúc hình thái chính trị của quốc gia này tuy nhiên sự can thiệp của hoa kỳ đã gây ra bi kịch cho không chỉ người dân afghanistan mà còn cả chính nước mỹ những gì washington đạt được ở quốc gia nam á này là một con số không tròn chỉnh ông uông bình luận không có một chế độ dân chủ thống nhất nào trên thế giới mỗi quốc gia đều có quyền độc lập và có con đường phát triển riêng phù hợp với điều kiện thực tế của quốc gia mình Dân chủ là một giá trị chung được chia sẻ bởi tất cả nhân loại và nó không phải là bằng sáng chế của bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Không có nhà lãnh đạo nào của nền dân chủ trên thế giới cũng như không có quốc gia nào đủ điều kiện để hoạt động như một nhà truyền bá dân chủ. Ông nói. Người phát ngôn nêu quan điểm việc bên vực cái gọi là liên minh của các nền dân chủ và cương điều câu chuyện dân chủ so với chủ nghĩa độc tài về bản chất là đứng về phía những người ủng hộ quan điểm của mình nhưng loại bỏ những quan điểm khác biệt dưới danh dân chủ một số nước sử dụng hệ tư tưởng của mình làm công cụ để đàn áp các nước khác và tiến tới địa chiến lược, đó là bá quyền chứ không phải là dân chủ. Chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ nghiêm túc suy nghĩ và rút ra bài học từ kinh nghiệm của mình, ngừng rao bán ý thức hệ và các giá trị của mình ra bên ngoài, ngừng can thiệp quân sự tùy tiện vào các quốc gia khác, cũng như ngừng gây chia rẽ và đối đầu quốc tế vì lý do nhân quyền, ông Vương nói. Tam giác quyền lực Mỹ-Trung Nga ngày càng sâu lệch khi Washington không được lòng cả Bắc Kinh và Moscow. Hôm 2 tháng 9, bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF), phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nêu đích danh Liên minh Hoa Kỳ Ukraine thực chất là chỉ chống lại Nga chứ không mang lại lợi ích gì cho Ukraine. Ông Peskov cho rằng Việc Nga là chủ đề chính trong cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev chẳng có gì tích cực. Nói một cách đơn giản là Mỹ và Ukraine trở thành đồng minh thân thiện, là bạn bè của nhau, không xuất phát từ lợi ích của cả hai nước, mà chỉ là vì hợp tác chống lại Nga mà thôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này khi mà mọi chuyện đáng lẽ đã tốt hơn, ông nói. Phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo, việc Washington viện trợ quân sự cho Kiev có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm khó lường từ phía Ukraine trong nỗ lực giải quyết xung đột nội bộ từ phía đông nam của nước này bằng vũ lực. Ông Peskov cũng chỉ ra rằng Mỹ đã làm ngơ khi không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào đối với Kiev liên quan đến việc thực hiện Hiệp định Minsk, trong đó yêu cầu quân đội Ukraine và phe đối lập tiến hành ngừng bắn. Bên cạnh đó, người phát ngôn của chính phủ Nga lưu ý rằng Ukraine đang nuông chiều khát vọng ở khu vực châu Âu Đại Tây Dương, mong muốn gia nhập NATO và Mỹ sẵn lòng đáp ứng mọi tham vọng đó. Moscow hoàn toàn không hài lòng với những điều trên, đồng thời lên án việc cơ sở hạ tầng quân sự của NATO có khả năng áp sát biên giới của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố lập trường thẳng thắn dễ hiểu và nhất quán của Moscow về việc này. Chúng tôi không thích điều đó một chút nào, ông nhấn mạnh. Ở một diễn biến khác liên quan đến tình hình Afghanistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố nước này sẽ không đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa các lực lượng chính trị ở Afghanistan. Ông nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch trở thành trung gian trong các cuộc đàm phán nội bộ ở quốc gia Nam Á. Theo như tôi biết, hiện cũng không có nước nào có ý định như vậy. Cộng đồng quốc tế đều đang mong đợi Taliban cùng các lực lượng chính trị và dân tộc khác đi đến một thỏa thuận chung và cùng xây dựng một chính phủ toàn diện. Tôi xin nhấn mạnh là chúng ta nên để họ tự quyết định tương lai, vận mệnh của riêng họ và chúng ta hãy tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Sau khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan vào tối ngày 30 tháng 8, Taliban đã kiểm soát toàn bộ kabul và thủ phủ các tỉnh tuy nhiên lực lượng này vẫn đang chiến đấu với các nhóm đối lập và tàn dư của quân đội cũ ở thung lũng bansia phía bắc thủ đô thủ lĩnh cấp cao của taliban amir khan motaki đã kêu gọi phiến quân tỉnh bansia đầu hàng và khẳng định tiểu vương quốc hồi giáo afghanistan là quê hương của tất cả người afghanistan ám chỉ nhà nước do taliban điều hành thủ lĩnh phe kháng chiến bansia ahmad masud con trai của cựu chỉ huy Mujahideen, người đã chiến đấu chống lại Taliban ở Đông Bắc Afghanistan vào cuối những năm 1990, vẫn kiên định chiến đấu đến cùng. Trong khi đó, sau cuộc tháo chạy hỗn loạn khỏi Afghanistan vừa qua, Liên minh châu Âu đang nghiêm túc đúc kết kinh nghiệm cho mình nhằm tránh đi vào vết xe đổ. Hôm 2 tháng 9, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, cho biết, Việc lui binh gấp rút vừa qua có thể là chất xúc tác để Liên minh châu Âu củng cố và phát triển an ninh quốc phòng. Trong đó, cấp thiết phải xây dựng một lực lượng phản ứng nhanh chóng lại với các mối đe dọa từ bên ngoài. Cụ thể, trong hai ngày 2 tháng 9 và 3 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng các nước EU đã thảo luận về các kế hoạch sắp tới của Liên minh trong một cuộc họp không chính thức ở Slovenia. Trong cuộc hội đàm, ông Borrell nói rằng Đôi khi có những sự kiện trở thành tác nhân quan trọng trong dòng chảy lịch sử, tạo ra những bước đột phá, và tôi nghĩ Afghanistan là một trong số đó. Ông đề xuất xây dựng một lực lượng phản ứng nhanh của châu Âu gồm 5.000 quân, thay thế các nhóm tác chiến đã được thành lập vào năm 2007, nhưng chưa bao giờ được sử dụng do những tranh cãi về chính trị và ngân sách trong khối. Lực lượng này gồm cả trên bộ, trên không và có thể là cả trên biển. Các thành viên EU dường như đã giảm lòng tin dành cho đồng minh Mỹ, và nhiều nước đã kêu gọi toàn khối gia tăng sức mạnh để có thể can thiệp quân sự vào các cuộc khủng hoảng mà không cần phụ thuộc vào quân đội Hoa Kỳ. Sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân, tình hình Kabul đã tạm lắng và người dân thủ đô đang chờ đợi chính phủ mới được thành lập. Được biết, hôm 2 tháng 9, các nhà cầm quyền Taliban đang chuẩn bị công bố chính phủ mới để sớm cứu vớt nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ cư dân trong một khu chợ ở Kabul cho biết, họ rất vui vì các vụ trộm cắp và tống tiền gần như không còn nữa vì các tên tội phạm rất sợ Taliban. Tuy nhiên, một số người khác cho biết, công việc của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều trong hai tuần qua kể từ khi Taliban tiếp quản, nhiều người đã rời khỏi đất nước và các hoạt động kinh tế, đặc biệt là ngân hàng và dịch vụ công, bị rơi vào trong tình trạng hỗn loạn. Điều quan trọng là chính quyền mới của Afghanistan phải được các nhà tài trợ và nhà đầu tư quốc tế công nhận thời gian qua taliban đã cố gắng thể hiện thái độ ôn hòa hơn với thế giới lực lượng này cam kết sẽ bảo vệ nhân quyền và không trả thù những người từng làm việc cho chính quyền cũ tuy nhiên hoa kỳ và liên minh châu âu và các nước khác vẫn nghi ngờ đây chỉ là những lời hứa xuồng trong đó nhiều nước cho biết sẽ cân nhắc có chính thức công nhận và viện trợ kinh tế cho chính phủ mới của afghanistan hay không dựa trên hành động thực tế của taliban Hôm 2 tháng 9, Tổng thống Ba Lan đã chính thức ký văn bản ban hành tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới Belarus, một động thái được cho là chưa từng có tiền lệ ở quốc gia này nhằm đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu đã cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sử dụng những người di cư từ các quốc gia Trung Cận Đông như Iraq, Iran và Afghanistan như một chiêu trò chính trị nhằm gây ra cuộc chiến hỗn hợp lên EU trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc khe từ EU vì các lùm xùm chính trị. Hiện tại, Ba Lan đang cố gắng cải thiện an ninh dọc biên giới bằng cách để nhanh tiến độ xây dựng hàng rào thép gai và triển khai nhiều quân đoàn dọc toàn tuyến biên giới. Phát ngôn viên của Tổng thống Ba Lan, Blazei Pichaki cho biết, Tình hình ở biên giới với Belarus rất khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với làn sóng người di cư rất lớn. Hôm 1 tháng 9, lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết họ đã ghi nhận khoảng 3.500 người vượt biên trái phép chỉ tính riêng trong tháng 8 và 2.500 người trong số đó đã bị ngăn lại và bị trục xuất. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng cho biết họ đang chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ hơn khi sắp tới đây một loạt các cuộc tập trận do Nga và Belarus sẽ được tổ chức gần biên giới Ba Lan. Các cuộc tập trận phương Tây 2021 sẽ có sự tham gia của hàng ngàn quân nhân đến từ Nga và Kazakhstan và hàng nghìn xe tăng, pháo binh và máy bay. Với việc ban hành tình trạng khẩn cấp, chính phủ Ba Lan sẽ cấm mọi người dân di chuyển và tụ tập đông người trong vòng bán kính 3 km, dọc theo biên giới trong vòng 30 ngày. Các tổ chức phi chính phủ đã chỉ trích gây gắt cách tiếp cận của chính phủ đối với vấn đề này và nói rằng Ba Lan phải cung cấp nhiều viện trợ nhân đạo hơn với những người di cư mắc kẹt ở biên giới. Đáp lại, Ba Lan nói rằng những người di cư là trách nhiệm của Belarus và đã cáo buộc Minsk đã từ chối một đoàn xe viện trợ nhân đạo dành cho họ. Hôm 2 tháng 9, 12 triệu trẻ em Pháp đã đi học trở lại trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoàn thành ở đất nước lục lăng này. Nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của coronavirus, chính phủ Pháp đã ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn tay khi đến lớp và giữ khoảng cách. Với việc tiêm chủng diện rộng hiện đã áp dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, các trường học trên toàn lãnh thổ Pháp đã khuyến khích cha mẹ dẫn con cái của mình đi tiêm trước ngày nhập học. <laughs> Truyền thông Pháp cho biết, hiện khoảng 80% giáo viên tất cả các cấp đều đã được tiêm chủng, và việc tiêm chủng đang có những kết quả tích cực khi tốc độ lây nhiễm và tử vong do Covid-19 đang trên đà ổn định. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn đang hết sức lo ngại làn sóng thứ tư và thứ năm sẽ đến vào cuối năm khi mùa đông đến. Một nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đã đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine thứ ba cho khoảng 18 triệu người dễ bị tổn thương vào đầu năm 2022. tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay cảm ơn sự quan tâm của quý vị xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau